Và chúng ta sẽ gặp gỡ với người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, anh Lê Mạnh Cường đến từ Hà Nội. Xin mời anh. Xin chào anh Đinh Thế Dũng. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ai là Triệu Phú. Xin gửi tới quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn luôn có một màu xanh của sức khỏe, màu tím của tình yêu và màu hồng của hạnh phúc. Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ tên đầy đủ là Lê Mạnh Cường, tên thường gọi là Lê Cường. Tôi đến từ vùng đất xứ Đoài, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Rất vui được tham gia chương trình. Hay quá, bắt tay anh lần nữa. Vâng, cảm ơn anh. Chắc chắn đã có thời gian dài làm phát thanh viên của đài phát thanh của xã mình đúng không? Vâng ạ, tôi làm từ năm 2015. Vâng, cái đoạn vừa rồi là em thấy là đúng kiểu phát thanh viên đấy, bồi hồi xúc động rồi nói rất là tình cảm. Vâng. Mà cái đoạn đi ra cái kiểu chào của anh thì chứng tỏ là anh cũng đã có con lập gia đình rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng, tại vì em biết ngay, em biết ngay cái kiểu đi lên sân khấu mà mời cả bố mẹ cô dâu chú rể lên thì kiểu gì bố mẹ cũng bị đạo diễn bắt kiểu như này, nên em nhìn cái kiểu đấy em đoán là anh có con lập gia đình rồi. Thế chắc anh có nên anh kinh nghiệm nhiều. Dạ, không ạ, con em giờ còn bé, con gái em giờ mới có 3 tuổi. Vâng. Em mời anh lên ghế nóng. Vâng, xin cảm ơn anh. Trước khi tôi đến với sẵn sàng thì hỏi anh Dũng thêm một câu nữa. Vâng ạ, em mời anh. Là lịch sử của chương trình thì đã có ai ngồi trên ghế nóng mà bùi xúc tức là hồi hộp quá mà ngất chưa ạ? Đến thời điểm này là chưa có người chơi nào mà hồi hộp đến mức ngất trên ghế cả. Nhưng mà thi thoảng là kiểu cảm xúc quá mà hồi hộp quá vì là được những cái phần đúng mà tiền thưởng lớn quá thì em thấy có. À thế ạ. Thế thì tôi yên tâm rồi anh Dũng ạ. Và nếu anh đã nói thế thì tôi đã sẵn sàng đi tìm Ai là Triệu Phú. Vâng, em lại tưởng là anh hỏi là nếu mà chưa ai có thì anh định làm tiền lệ thì em mới sợ chứ. Nếu bây giờ anh đã sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc chơi.